Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của Duy. Hiện tại là Duy đang đứng tại showroom của Volkswagen. Thì kế bên Duy đây là một cái phiên bản T1 đang được chờ đón nhất trong năm nay, đó chính là T1 Luxury S 2021. Thì để xem chiếc T1 2021 này có những cái đặc điểm, những cái thay đổi như thế nào, và hãy theo Duy nhé. Thì cũng như thường lệ thì chúng ta sẽ nói về cái phần đầu xe trước. Thì vốn là một cái bản chất của một cái dòng xe Đức, thì chiếc T1 này luôn có những cái đường găng dập nổi một cách mạnh mẽ, và một cái mặt kha lăng chạy dài như thế này, từ cái đèn bên kia chạy dài qua cái đèn bên này, tạo nên cái sự rất là cứng cáp, một cái đầu rất là cơ bắp của đặc trưng của một cái dòng xe Đức. Về cái phần đèn này thì T1 2021 này vẫn trang bị một cái hệ thống đèn là bi LED. Và cái hệ thống đèn bi LED này có thể là liếc theo bốn góc, từ trái qua phải và từ trên xuống dưới theo góc đánh lái của xe của mình. Và phía bên trong này Duy cũng đang thấy một cái hệ thống đèn phía bên trong, đó chính là gọi là cái đèn bù sáng. Thì khi mà chiếc xe đánh nhanh bên nào thì cái đèn bên đó nó sẽ sáng thêm một cái đèn phụ này để bù thêm cái góc chiếu cho mình. Và cũng như thường lệ thì phía trên này cũng là một cái dãy LED ban ngày, và phía dưới là một cái hệ thống giải LED dành cho xi nhan. Thì phía dưới thì đèn sương mù của con T1 2021 này trang bị cái đèn sương mù là halogen cho một cái ánh sáng màu vàng, và đầy đủ cái cảm biến phía trước này. Thì về cái phần cản phía trước thì đối với con T1 S này thì sẽ được trang bị một cái cản up-drop như đối thủ tiền nhiệm. Đây là sẽ làm tăng cái diện tích tiếp xúc của xe mình hơn và tránh bị cạ mỏ. Đó, và cũng được trang bị một cái hệ thống camera trước. Đấy, về tổng thể thì Duy nhìn thấy là vẫn chưa có sự khác biệt nào so với đối thủ tiền nhiệm trước đây là một cái T1 2019. Và phía sau cái nắp capo này, đó chính là một cái hệ thống động cơ, một trái tim của con T1 này, đó chính là động cơ 2.0 tăng áp với công suất lên đến 180 mã lực, nhưng đặc biệt là cái sức kéo lên đến 320 Nm, một cái sức kéo rất là kinh khủng. Và chúng ta sẽ sang phần hông xe xem con T1 2021 này có những cái đặc điểm nào. Về phần hông xe, 2021 vẫn trang bị một cái mâm 19 inch theo kiểu của Victoria Face, theo kiểu đặc trưng của cái dòng Volkswagen này luôn. Và cái hệ thống lớp này là hệ thống lớp của Hankook. Thì trong đây có theo Duy thấy thì cũng có một cái chế độ là keo tự vá cho lớp xe này, và trong này cũng có một cái cảm biến áp suất lớp, nói chung là rất là đầy đủ. Về đây thì trên thân xe của con T1 này vẫn trang bị một cái điểm rất là đặc trưng của dòng T1, một là hệ dẫn động 4 bánh 4Motion. Đây là 4 bánh này sẽ biến thiên theo cái tốc độ theo từng cái cung đường của mình luôn, và có nhiều cái chế độ lái khác nhau. Về cái phần cụm đèn hậu này thì cụm đèn hậu thì cũng như là một cái nét đặc trưng ở cái thị trường Việt Nam, thì cụm đèn hậu sẽ luôn cùng tiệp màu với màu của mâm xe, tạo nên một cái điểm nhấn gì đó khác biệt cho cái phiên bản T1 này. Và ở đây cũng chạy sử dụng hệ thống là gập gương điện tử, chỉnh điện và camera 360 nhìn phía bên lề của chiếc T1. Thì về T1 thì cũng giống như những cái dòng xe đắt tiền khác thì cũng lên tới là hơn 2 tỷ thì cũng sẽ được trang bị hệ thống là cảm biến tay nắm cửa ở phía trước, chứ phía sau thì không có. Đấy, thì nhìn tổng thể sơ về cái phần bên hông xe thì chiếc T1 này vẫn giữ được cái màu sắc giống như cái chiếc T1 tiền nhiệm trước đây, đó chính là T1 2019. Và chúng ta sẽ sang phần đuôi xe xem T1 có thay đổi hay không. Về phần đuôi xe thì T1 2021 vẫn giữ nguyên một cái hình thể như vậy, là trang bị hệ thống cụm đèn full LED, cản phía dưới thì theo dạng là hình elip và có nhiều cái hốc gió, trang bị cảm biến lùi, camera lùi ba góc quay. Và một cái điều đặc biệt mà Duy nhìn thấy ở chính là cái phần cốp này, thì T1 2021 sẽ có hệ thống đá mở cốp tự động. So với phiên bản tiền nhiệm 2019 thì chiếc T1 này sẽ nâng cấp thêm cái phần đá để đóng cốp. Đó, cái điều rất là đặc biệt. Đấy. Và phía bên trong nội thất của chiếc T1 2021 này
Thì điều đầu tiên Duy cảm nhận được đó chính là về cái phần hệ thống về táp bi cửa cũng như là cái hệ thống ghế. Thì về phần táp bi cửa này thì T1 2021 được trang bị một cái màu hoàn toàn khác, đó chính là màu xám trắng, và có thêm hai cái sự lựa chọn khác đó, hoặc là màu nâu hoặc là màu cam đen chẳng hạn. Thì đó là có những cái sự lựa chọn mới dành cho khách hàng. Về cái phần ghế thì Duy cũng thấy một cái điều rất là khác biệt ở chiếc T1 2021 này, đó chính là về cái chất liệu này. Thì chất liệu ghế thì có thể là cảm giác là mình có nhiều da hơn, nhiều cái phần trăm về da hơn, thì cảm giác ngồi nó mềm hơn và càng ôm lưng hơn nữa. Đó là điều đang được cải tiến đó chiếc dòng T1 2021 này. Về cái cụm vô lăng thì Duy cũng thấy vẫn là giữ cái cụm vô lăng của chiếc T1 2019, đó là đầy đủ thể hiện các cái tính năng trên vô lăng, nào là âm lượng hoặc là cruise control, giới hạn tốc độ, lý mịch control và những cái phím điều chỉnh cho cái màn hình giải trí phía bên này đấy, và cũng là hai cái lại chuyển số trên vô lăng, vẫn không có sự khác biệt nào. Và có cái điều thiếu ở trên T1 2021 này, Duy vẫn chưa thấy một cái hệ thống adaptive cruise control, tức là giữ khoảng cách đối với xe phía trước, hay còn gọi là follow theo xe phía trước. Thì Duy vẫn chưa thấy cái tính năng đó nằm trên chiếc T1 2021 này. Và cái điều thay đổi kế tiếp nữa mà Duy nhận thấy đó chính là về cái hệ thống lo. Thì ở trên cái hệ thống lo này thì T1 2021 đã để luôn một cái dòng chữ là Dinaudio. Đó là một trong hai hãng hiện tại đang có cái chất lượng âm thanh đứng đầu về thế giới. Thì Dinaudio này là một cái thương hiệu âm thanh độc quyền dành cho Volkswagen và Bugatti. Đấy, đó là một cái nâng cấp đáng đồng tiền đối với chiếc T1 2021 này. Về cái phần chỗ cần số của Duy thì T1 2021 này vẫn trang bị hệ thống phanh tay điện tử, auto horn, giữ chân phanh tự động, hệ thống tắt máy tạm thời, auto engine, hệ thống đổ xe tự động, hệ thống camera lùi, cảm biến lùi và đặc biệt là camera 360 độ. Sẽ có một cái hệ, một cái núm xoay để điều chỉnh nhiều cái chế độ lái khác nhau tùy theo cái cung đường của mình, có thể chọn chế độ là đường trơn trượt, đường tuyết chẳng hạn. Vì chiếc xe T1 2021 này có điều rất là mạnh, đó chính là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên theo tốc độ. Đó là điều rất là đáng chú ý đối với dòng xe T1 này. Về cái phần điều hòa thì Duy vẫn thấy là trang bị một cái hệ thống điều hòa 3 vùng, phía bên trái của Duy, phía bên phải và cả người ngồi phía sau, và có luôn một cái hệ thống lọc không khí sẵn từ hệ thống của xe luôn, như Duy đang điều chỉnh đây. Đó là rất một cái rất tiện lợi. Bên trong cốp phụ thì Duy vẫn nhận thấy đang tuy là thay đổi một cái hệ thống âm thanh Dinaudio, nhưng cái đầu DVD của xe T1 2019 vẫn được giữ nguyên ở phía này, và có thêm một cái hốc lạnh để phía trong này để tạo nên một cái tủ lạnh mini dành cho chiếc xe 2021 này. Đó là điều Duy cảm thấy đầu tiên. Đấy. Về một cái điều đặc biệt nữa Duy xin phép được nói với các bạn luôn là phía trước của Duy sẽ được nâng cấp lên một cái gọi là hub để hiển thị tốc độ cũng như là hiển thị được tính năng cruise control. Như Duy, anh chị thấy đây thì đây là một cái hub và nó có một cái nút điều chỉnh phía bên ngay chỗ cái cụm đèn phía bên trái của Duy. Nó có nút điều chỉnh để có thể là chạy lên chạy xuống cái tấm hub này, cũng như là điều chỉnh được cái độ cao, độ thấp, cũng như là cái ánh sáng mờ, ánh sáng tỏ đối với cái hệ thống hiển thị tốc độ này trên cái kính lái này. Đấy, đó là một điều đó là một cái đồ chơi có thể là tạo nên một cái sự xa xỉ hơn cho cái dòng xe chặng sang này và dòng xe nhập từ châu này. Hệ thống xe thì vẫn được trang bị một cái gương tràn viền chống chói, một cái cảm biến gạt mưa. Phía bên trái của Duy thì vẫn trang bị một cái hệ thống là gương gập điện, sưởi gương hậu, và một cái tính năng mà nhiều anh chị có thể bỏ qua trên dòng xe T1 2021 này, đó chính là khi về số lùi, gương xe tự động gập xuống để cho mình lùi xe. Đó là một cái tính năng rất là đặc biệt mà nhiều anh chị có thể bỏ qua. Thì tổng sơ về cái phần phía khoang trước
của xe T1 2021 này, Duy cũng đã nêu lên những cái thay đổi nổi bật đối với dòng xe này, và chúng ta sẽ sang phía khoang hành khách xem nó có những cái thay đổi gì hay không. Xin mời. Thì về cái khoang hành khách của chiếc T1 này, thì chiếc T1 2021 này sẽ có sự thay đổi một tí về cái kích thước so với chiếc T1 2019. Thì cái chiều dài cơ sở của xe sẽ được nhích ra thêm khoảng hơn 20mm nữa, và chiều rộng của xe sẽ được hơi có sự thu hẹp lại một tí, nhưng mà cái con số đó thì không có gọi là đáng kể cho lắm. Thì Duy cảm thấy là chiếc T1 này vẫn có một cái chiều gì đó ngồi rất là thoải mái, rất là rộng, đặc biệt là Duy ngả lưng và phía trên đầu của Duy vẫn không hề chạm tới cái trần tí nào cả, và phía đây thì cũng là một cái bàn làm việc đấy, và có thể cốc nước đựng đây. Thì theo cái đánh giá của đối với cái bàn làm việc này, thì Duy thấy chiếc T1 2021 này, cái bàn làm việc sẽ được làm cứng hơn, với chất liệu nhựa này cứng hơn, và cái độ mà giữ thăng bằng cho bàn làm việc này cũng chắc chắn hơn so với cái phiên bản trước. Vì phiên bản trước có nhiều khi khách hàng sẽ rất dễ làm gãy cái này, và hiện tại là chiếc T1 này đã bắt kịp được cái ý kiến của khách hàng và đã có sự thay đổi rất là rõ rệt. Tuy là nhỏ nhưng đó là một cái điều có thể rất là đáng để ghi nhận. Về phía sau thì vẫn trang bị một cái hệ thống sạc điện thoại bằng USB và cổng sạc 12V và hệ điều hòa một vùng riêng đấy. Và phía về cái phần chất liệu thì ghế của T1 2021 ngồi cảm giác mềm mại hơn, sướng hơn so với phiên bản cũ. Đó là cái điều nhận định của Duy ở cái khoang hành khách này. Nếu mà anh chị có nhu cầu mua xe, hãy gọi trực tiếp cho Duy để Duy có thể hỗ trợ tư vấn cho anh chị. Và video chi tiết về T1 2021 này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.